Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các đơn vị cơ quan thương vụ, tham tán thương mại Việt Nam tại nước ngoài có nhiều thành tích công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Đào Trần Nhân tham tán công sứ thương mại thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, Brazil, New Zealand và 2 cá nhân tham tán thương vụ Việt Nam tại Algeria và Hồng Kông, Trung Quốc. 17 thương vụ Việt Nam đã được tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cũng tại buổi lễ, các Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 19 thương vụ và danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương cho các cá nhân thuộc các thương vụ. Hiện Việt Nam có 56 thương vụ và 7 chi nhánh trên thế giới. Trong 2 năm 2014-2015, các thương vụ đã triển khai hơn 600 hoạt động xúc tiến thương mại, thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nhạy bén, nắm bắt thị trường sở tại và đạt được nhiều kết quả tích cực.